Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Gourmet sẽ chia sẻ với các bạn cách làm trà sữa cắp tóc. Mùa dịch này á, các bạn hãy làm theo công thức của mình á, vừa đơn giản, dễ làm mà lại rất là ngon luôn. Sau đây á, thì mình mời các bạn vào bếp để thực hiện với mình nhé. Để làm được món này á, thì mình đã chuẩn bị là 30g trà lài. Các bạn có thể sử dụng các loại trà khác cũng được. Tiếp theo là 3 bịch sữa tươi. Ở đây mình sử dụng sữa tươi có đường nha các bạn. Mỗi bịch như vậy có thể tích là 220ml. Tổng cộng 3 bịch là 660ml nha các bạn. 70g đường vàng. Đường thì mình không bắt buộc. Ở nhà mình có đường nào thì sử dụng đường đó nha các bạn. Một hộp sữa đặc thì có khối lượng là 380g. Nhưng mà món này thì mình sử dụng 150g nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đem trà này mình đi rang. Đây là 30g trà lài. Nếu như các bạn không cân được thì mình có thể lượng là khoảng nửa chén ăn cơm nhé. Mình cho hết 70g đường vàng vào luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu rang trà nha các bạn. Mình rang cho đến khi cái phần đường này nó chuyển sang caramel là được. Bây giờ thì đường nó cũng đã chảy ra hết rồi. Nó tan chảy ra thành caramel bám xung quanh trà nè các bạn. Tiếp tục mình hạ xuống mức lửa nhỏ. Rồi cho vào là 400ml nước. Sau khi mình cho nước vào rồi thì mình sẽ bật lại mức lửa lớn, rồi tiếp tục nấu trà. Tiếp theo thì mình cho vào là 150g sữa đặc. Sữa đặc này thì các bạn có thể tùy chỉnh để cho phù hợp với khẩu vị của mình nhé. Lúc cho sữa vào thì các bạn nhớ hạ xuống mức lửa nhỏ nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho vào là 3 bịch sữa tươi. Sữa tươi này thì các bạn cũng có thể sử dụng sữa tươi không đường. Nhưng lưu ý là các bạn nhớ tăng giảm lượng đường cho nó phù hợp. Rồi mình nấu cho cái hỗn hợp trà sữa của mình nó sôi lăn tăn trở lại là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, rồi đậy nắp lại để ủ trà trong vòng 15 phút nhé. Sau 15 phút thì mình sẽ đem trà đi lượt qua rây. Mình sẽ bắt đầu lượt trà sữa qua rây. Mình dùng cái rây càng mịn thì sẽ càng hạn chế cái lợn gợn của trà nha các bạn. Với công thức này của mình thì sẽ thu được là khoảng 1 lít trà sữa nhé. Giờ mình múc trà sữa vô cái ca này để gót vào chai cho nó dễ nha các bạn. Trước khi cho vào chai thì các bạn nhớ vệ sinh cho cái chai của mình nó khô ráo sạch sẽ. Như vậy thì trà sữa mới bảo quản lâu được. Mình cho vào chai, xong rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là mình sẽ uống được từ 2 đến 4 ngày nha các bạn. Trà sữa nấu theo cách này thì vừa đơn giản lại vừa thơm ngon. Các bạn hãy thử theo công thức của mình để có thể chiêu đãi mọi người trong gia đình, nhất là những em nhỏ các bạn. Rất là thích món này luôn. Bây giờ mình sẽ làm một ly để uống liền luôn nha các bạn. Mình thích uống với đá nên mình sẽ cho đá vào ly nha các bạn. Còn không thì các bạn có thể uống nóng
hoặc là mình cho vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Nếu như bạn nào có thời gian hơn á, thì các bạn có thể chuẩn bị các loại thạch nè, hoặc là trân châu á, mình cho vào để uống cùng. Vậy là mình đã hoàn thành được một ly trà sữa rồi đó các bạn. Về hương thơm và màu sắc á, thì rất là tuyệt vời luôn. Rất là thơm, rất là đẹp. Mình mời các bạn nhé. Ngon lắm các bạn. Trà sữa uống vào thì thơm béo, mùi trà lại rất thơm, vị sữa thì béo ngậy, uống rất là vừa miệng luôn. Các bạn hãy thử nhé. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì các bạn hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.